Hello anh em, lại là Kabuta đến từ Moscow đây. Cầu thủ hôm nay được lên sóng đó chính là Darwin Núñez, chiến thần cột sào của Liverpool trong trận cầu với Trẻ Xanh gần đây đúng không anh em? Ngoài đời thì là vậy, còn in game, cụ thể là với cái bản đổi sao lần này thì cậu ta sẽ thể hiện như thế nào? Thì anh em cùng tôi trải nghiệm và đánh giá nhé. Cách nâng một cách F-Skill thì anh em vẫn xem một cuối video như mọi khi nào. Đây rồi, đường lên bóng đầu tiên. Cái gì này? Sẽ đơm vào mặt đồng đội như này hả? Antoine Griezmann. Đấy rồi, Núñez di chuyển. Núñez làm gì ạ? Việt vị mất rồi. Ok, pha chạm bóng đầu tiên của Núñez. Về cơ bản thì cái bộ chỉ số khá đẹp cho một tiền đạo, nhất là đối với cái meta hiện tại thì cần một tiền đạo có cái bộ chỉ số nhận thức tấn công và bộ chỉ số tốc độ cao đúng không anh em? Chỉ số về kiểm soát bóng đỡ bước 1, xử lý bóng không gian hẹp của Núñez là chưa thực sự tốt. Ngoài ra thì khả năng phối hợp nhỏ, đánh đầu cũng không có gì quá nổi bật cả. Và khiếm khuyết lớn nhất của cậu ta đó chính là chơi vị trí tiền đạo cắm nhưng lại thiếu mất đi skill acrobatic finish. Đây gần như là một cái skill không thể thiếu đối với một tiền đạo cắm rồi. Điều kiện tiên quyết để cho anh em chọn tiền đạo cắm ấy là phải có skill first time shot và acrobatic finish. Ngoài ra có những skill nào thì tôi chưa cần đề cập tới anh em nhé. Nhưng mà tiền đạo cắm mà thiếu hai skill đó thì thực sự là bị giảm đi khá nhiều sức mạnh và độ hiệu quả đấy. Đây cũng chính là một cái điểm trừ khá lớn dành cho Núñez. Do khá nhiều điểm hạn chế khi được bố trí chơi độc lập, thế nên anh em hãy cho Núñez chơi những cái sơ đồ có hai tiền đạo nhé. Cảm giác trong một trận đấu thì Núñez lùi khá sâu anh em ạ. Mặc dù không có cái skill check back nhé, tôi cảm thấy là chơi 90 phút thì phải đến tầm 40-50 phút cậu ta dành thời gian ở giữa sân để chơi với tiền vệ. Đây rồi, một pha thoát người cực kỳ thông minh của Darwin Núñez. Làm gì vậy? Dẹt đi! Ở tận Cà Mau mà tôi nghe thấy cái bong đúng không anh em? Có phải là một điểm gì hay không đây? Thoát người là tốt, dẹt đi cũng là tốt. Rất tiếc, bóng lại tìm đến cột dọc. Nhìn thấy thủ môn di chuyển lên cái là đặt lòng luôn. Đây rồi, không phải tung ra cú dứt điểm. Tôi không biết anh em test như thế nào nhưng tôi cảm thấy bản này sút trúng cột xà nó cũng khá anh em ạ. Còn một trận nữa nhé, tới cái thời điểm tôi quay video thì tôi sử dụng cậu ta cũng phải tầm 7-8 trận rồi, tầm đấy. Đây rồi, pha đi bóng khá lót léo của Darwin Núñez đúng không anh em? Đây trong trường hợp này anh em có thấy nhá, tiền đạo cắm gì mà ông hết giặt cánh rồi ông chạy về vị trí của CMF và đôi khi về hẳn vị trí của DMF luôn anh em ạ. Khi cần người để tấn công, tổ chức tấn công thì không thấy mặt tiền đạo đâu. Đây rồi, một pha dàn xếp tấn công khá tốt. Darwin Núñez di chuyển. Darwin Núñez làm gì đây? ZD 1-0. Phút thứ 38. Một pha thoát người, tách người khá thông minh đến từ vị trí của Darwin Núñez. Sau đó tung ra một cú ZD tuy lực không phải là căng nhưng mà độ hiểm là có. Tôi vừa nói cái chuyện mà test in game thì cậu ta cột xà khá nhiều ấy. Không biết để anh em cảm thấy nào, chẳng lẽ Konami lại khắc họa chân thực thế sao đúng không anh em? Làm gì có chuyện đấy đúng không? Vừa mới đá với Trẻ Xanh xong, làm gì hay là skill ẩn ấy, như bên FIFA là có skill ẩn, skill cột xà. Cái gì này? Pha này hơi sai lầm anh em ạ. Đổi lúc đó tôi nên để Paul Torres tự theo người tôi, quả đấy lại nhanh nhảu quá, lại bấm đổi người, lại đổi sang vị trí trung vệ bên cạnh rồi, Costa Cota rồi, nên để đối thủ thoát người khá là dễ dàng. Trận đấu thì chẳng phải vạch xuất phát, chắc là tỷ số sẽ được giữ nguyên hết hiệp một thôi. Đây rồi. Check của tôi là phiên bản không đội mũ anh em nhé. Ok, bước vào hiệp 2 nào. Điểm nổi bật nhất khi cầm Darwin Núñez. Cái gì này?
và lên bóng khá là khó chịu đội bạn Ronaldo. 2-1 cho đội bạn. Một gáo nước lạnh từ khá sớm luôn anh em. Darwin Núñez làm gì đây? Lên tiếng đi em ơi. Điểm nổi bật khi cầm Darwin Núñez đó chính là khả năng di chuyển khá rộng của cậu ta. Tốc độ cao cùng với thể lực dày như này thì tôi nghĩ là cậu ta nên có thêm skill check back thì sẽ không khác gì Torres cái thời kỳ đỉnh cao, pressing tầm cao cực chất luôn. Bởi vì cái chỉ số xông xáo của Darwin Núñez bản này là tận 80 cơ anh em nhé. Còn ưu điểm tiếp theo của Darwin Núñez là khả năng bứt tốc. Đây rồi, Darwin Núñez sai lầm đối thủ, chớp thời cơ khá tốt. Darwin Núñez làm gì đây? Chân trái. Hai đều. Phút thứ 55. Thể hiện khá rõ ràng đúng không anh em? Pha lao lên chớp thời cơ và trừng phạt sai lầm của đối phương. Đây rồi, lại một pha lên bóng. Antoine Griezmann làm gì đây? Đưa bóng bên trong được không? Núñez bên trong kìa, Darwin Núñez. Cái gì này? Một pha mà rút ra ngoài khó hơn vào trong. Nhưng mà khá là khó hiểu thì Darwin Núñez lại thực hiện thành công được pha bóng đấy anh em ạ. Ra ngoài được hơi căng đấy nhở. Ok, cái ưu điểm tiếp theo khả năng bứt tốc rất tốt anh em nhé. Cái sải trần của Darwin Núñez là khá là dài, nên tôi cảm thấy là nếu cậu ta đã vít ra thì khó có thể mà đối phương bắt được ấy. Ngoài ra thì khả năng ZD của Darwin Núñez cũng là khá tốt, mặc dù cái chỉ số sút xoáy là không cao anh em nhé. Cái này là một điểm cộng đấy. Đây rồi, Darwin Núñez bước một là tốt. Darwin Núñez 66. Ok, cú đút cho Darwin Núñez giúp đội nhà vươn lên dẫn trước tỷ số 3-2. Đội bung 1 không có tí gì gọi là cồng kềnh đúng không anh em. Sau đó tung ra cái đường ZD khá là ngon. Darwin Núñez bản này có double talk nhưng cái bộ chỉ số drip quá thấp, thế nên tôi thấy cảm giác là cậu ta thực hiện múa skill nó cảm giác cứ vụng vụng kiểu gì ấy, không được mượt lắm. Asusa là khá tốt Darwin Núñez. Về nhược điểm của cậu ta thì tôi thấy cảm giác cậu ta có cái khả năng dứt điểm khá là thiếu ổn định. Về sút xa thì không thực sự căng, mặc dù có cái skill bổ trợ cho việc sút xa nhé. Bóng đi không được chuẩn, mặc dù có một loạt cái skill ấy. Dùng chân không thuận cũng khá là chán. Nói chung là không vì free để sở hữu được cậu ta thì tôi cũng không đánh giá cậu ta quá cao đâu. Duy chỉ có bản Blazewicz là tôi cảm thấy ưng ý hơn cả. À mà chỉ số DE, chỉ số phản ánh cái việc tham gia phòng ngự, ngăn cản cái đợt lên bóng tấn công của đối thủ của Núñez lên tới tận 80. Thì tôi thấy in game một vài trường hợp trung vệ đối phương có bóng hoặc là truyền sai địa chỉ đấy anh em, như cái trường hợp mà Darwin Núñez nâng tỷ số lên 2 đều ấy, thì cảm giác Núñez ập vào sẽ cắt bóng sẽ khá là nhanh nhá. Nhưng em có thể trong trường hợp đấy tôi vừa mới bấm đổi người Darwin Núñez thôi, nhưng mà cậu ta đã chủ động băng lên rồi, chủ động lao lên để cướp bóng rồi. Nói chung chung kết lại thì Darwin Núñez bản này in game vẫn là khá tốt, phù hợp cho anh em fan Liverpool build team. Còn để mà nói để làm CF mục tiêu, gọi là CF cây săn bàn chính của anh em được hay không, thì đối với cá nhân tôi thì tôi cảm thấy không ổn. Anh em nên đầu tư vào con khác nhé, bởi vì cái độ ổn định của Darwin Núñez tôi cảm thấy nó không thực sự cao. Đây rồi, Gravenberg, con hàng này form không, hơi chán đúng không anh em. Nhớ không nhầm hình như cũng đổi trong cái bốc là Golden Boy, cũng 5 sao. Giá như là form 2, form 1 tốt hơn. Con hàng này là con hàng cũ ở từ Ajax chuyển sang hay sao ấy. Ok, phút 94 rồi, chắc cũng không có bàn thắng được ghi đâu. Một trận đấu mà có thể nói là khá thành công của Darwin Núñez. Ok, video chắc cũng kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn anh em xem được cái video nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh của chúng tôi. Hẹn gặp anh em video tới.